Chào mừng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Tin lành tin và sống do Việt Faith TV thực hiện với sự cộng tác của mục sư Nguyễn Hùng Vương và Tuyết Nga. Xin kính chào quý khán thính giả của Việt Faith TV. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình Tin lành tin và sống được thực hiện nhằm mục đích giới thiệu tình yêu, chân lý và quyền năng của Chúa Cứu Thế Giêsu là quyền năng biến đổi cuộc đời của người tin nhận Ngài và ban cho người đó sự bình an, vui thỏa trong cuộc sống. Giống như lời của sứ đồ Phaolô nói rằng, Chúa đã sai chúng tôi để rao truyền sự sống cho anh em. Vì lý do đó, cho nên khẩu hiệu của chương trình Tin và Sống đó là tin đúng, sống ý nghĩa. Thưa quý vị, một trong những thực tế của cuộc sống mà bất cứ ai cũng đã từng trải qua, đó là những khoảng trống trong tâm hồn. Tuyết Nga tin rằng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Tin lành tin và sống hôm nay cũng đã từng có cảm giác này, phải không? Xin mục sư nghĩ sao về sự kiện này? Thưa chị Tuyết Nga và quý khán thính giả, đúng vậy. Khoảng trống trong tâm hồn là thực tế ở trong đời sống của mỗi người. Ai cũng có khoảng trống trong tâm hồn. Nhưng có người thì định nghĩa được khoảng trống đó là gì, nhưng hầu hết thì không định nghĩa được khoảng trống đó là gì. Và có nhiều định nghĩa về khoảng trống trong tâm hồn rất là lý thú. Theo chị Tuyết Nga thì định nghĩa riêng của chị về khoảng trống trong tâm hồn là gì? Thưa quý thính giả, thưa mục sư, thì đối với riêng Tuyết Nga đó thì cái khoảng trống lớn nhất trong cuộc đời của Tuyết Nga là khi người thân của Tuyết Nga đã đi vượt biên vào năm 1990. Anh để lại với nhiều cái nỗi trống vắng và cuối cùng là sự hụt hẫng. Và đó là cái thời gian rất là khó khăn cho Tuyết Nga cũng như đứa con gái. Thì đây là khoảng trống nhiều nhất đối với cuộc đời của Tuyết Nga, đó là riêng về cái suy nghĩ của Tuyết Nga trong sự định nghĩa cho trống vắng. Riêng đối với một số câu hỏi sưu tầm trên trang Yahoo thì có rất là nhiều những cái câu trả lời lý thú như sau. Ví dụ như các bạn nói rằng khoảng trống là những lúc ta chỉ có một mình, hoặc là lúc nhớ đến một ai đó và lúc cần một ai đó giúp đỡ thì nhìn lại chả ai giúp được mình hết, cô đơn và trống vắng vô cùng. Cũng có một định nghĩa khác, khoảng trống là có những chuyện buồn không thể nói cùng ai mà chỉ biết mình ơn mà thôi. Một người khác thì nói như thế này: mình mong quá khoảng trống này ai lấp, khi thanh âm cũng bất lực như lời. Điều lý thú là tôi vừa thấy ở trên mạng có một quán ăn ở tại Hà Nội, tên quán ăn là FE Quán. Và quán này có câu quảng cáo hết sức là đặc biệt liên hệ đến vấn đề khoảng trống trong tâm hồn như thế này: có những khoảng trống trong tâm hồn chỉ có thể lấp đầy bằng thức ăn. Siêu chảo FE sẽ lấp đầy tất cả và ưu đãi không thể khủng hơn. Quảng cáo hết sức là đặc biệt. Chắc chắn quán này có thừa khả năng để lấp đầy những cái khoảng trống của bào tử của con người. Nhưng khoảng trống trong tâm hồn thì tôi tin rằng tất cả quý vị cũng vậy, không thể nào lấp đầy bằng thức ăn được. Thưa mục sư, như vậy thì Thánh Kinh đã nói gì về khoảng trống trong tâm hồn ạ? Xin mục sư có thể giải thích cho Tuyết Nga và quý khán thính giả của Việt Faith TV biết thêm không? Dạ, thưa chị Tuyết Nga, thưa quý khán thính giả. Có một người đàn ông kia làm cuộc hẹn mà đến gặp một bác sĩ về tâm lý rất là nổi tiếng, rất là giỏi trong thành phố. Và khi gặp vị bác sĩ thì người đàn ông này nói như thế này: thưa bác sĩ, lúc nào tôi cũng thấy buồn và lúc nào tôi cũng thấy dường như có một cái khoảng trống ở trong đời sống, trong tâm hồn mình, và không có bất cứ điều gì có thể khiến cho tôi vui được. Cho nên đó là lý do mà tôi đến gặp bác sĩ và mong rằng bác sĩ có thể giúp tôi để khỏa lấp cái khoảng trống này. Vị bác sĩ nghe vậy thì đứng lên và nói với người bệnh này như thế này: anh đến đây tôi chỉ cho anh thấy điều này. Và rồi dẫn người bệnh đến bên cửa sổ và ông chỉ qua cửa sổ nhìn xuống sân vận động ở kế bên phòng mạch của bác sĩ. Và bác sĩ nói rằng: anh thấy không, ở dưới đó có một cái đoàn xiếc đang diễn, và đoàn xiếc này có nhiều tiết mục rất là hay, và đặc biệt trong đoàn xiếc này có một anh hề,
Mà anh Hề này có cái tài là làm cho tất cả mọi người xem đều cười bò lăn, cười nghiêng, cười nghĩa. Bất cứ ai buồn cách nào, hãy đến xem anh Hề này làm trò, kể chuyện thì chắc chắn cũng sẽ có được những giây phút hết sức là vui thỏa. Và tôi khuyên anh trước hết, anh hãy thử đến xem đoàn xiếc này biểu diễn, cũng như nghe anh Hề này biểu diễn, chắc chắn nó sẽ giúp cho anh rất là nhiều. Nghe như thế thì người đàn ông này càng buồn hơn nữa, và rồi nhìn vị bác sĩ một cách buồn bã và nói rằng: "Thưa bác sĩ, tôi chính là anh Hề mà bác sĩ vừa kể. Cho nên thưa quý khán thính giả, khoảng trống trong tâm hồn là một thực tế ở trong đời sống của con người. Có người thường xuyên nhận biết, có người thỉnh thoảng mới nhận ra, nhưng ai cũng có khoảng trống ở trong tâm hồn. Có khi có những người nhìn bề ngoài hết sức là vui thỏa, giống như trường hợp của anh Hề, có thể làm cho người khác hết buồn, nhưng mà ở trong tâm hồn vẫn còn có một khoảng trống mà dường như không có gì có thể thỏa lấp được. Và đứng trước cái thực trạng trong đời sống ai cũng có khoảng trống như vậy, thì con người mới đi tìm những cái giải pháp. Và có nhiều cách để con người có hy vọng có thể giúp mình khỏa lấp được khoảng trống ở trong tâm hồn. Nhưng mà có ba cái điều đơn cử mà tôi nghĩ rằng nhiều người cũng thường tìm cho mục đích này. Thứ nhất đó là tiền bạc. Có người nghĩ rằng hễ mình có tiền thì đời sống mình sẽ được đầy đủ, mình sẽ không hề có khoảng trống nào ở trong cuộc đời cả. Bởi vì như người Việt chúng ta có câu: có tiền mua tiền cũng được. Nhưng thưa quý vị, trong khi đó thì ngạn ngữ của Trung Quốc có câu khác lại như thế này: tiền bạc có thể mua được những ngôi nhà đẹp nhưng không thể mua được mái ấm gia đình. Tiền bạc có thể mua được đồng hồ xịn nhưng không thể mua được thời gian. Tiền bạc có thể mua được những chiếc giường đắt giá, quý giá nhưng không thể mua được giấc ngủ ngon. Và tiền bạc có thể mua được sách vở nhưng không thể mua được kiến thức. Tiền bạc có thể mua được máu nhưng không mua được sự sống. Và tiền bạc có thể mua được tình dục nhưng không thể mua được tình yêu. Và thực tế có biết bao nhiêu người có lắm tiền nhiều bạc nhưng mà vẫn thấy trống vắng trong cuộc sống, và cũng có nhiều tỷ phú đã tự tử. Tháng 5 năm 2005 vừa qua thì ông Renie Rifkin là một tỷ phú của thị trường chứng khoán của Úc, của ta Úc Châu, và ông đã tự tử tại ngôi nhà sang trọng của mình ở tại Sydney. Cho nên tiền bạc không thể khỏa lấp được khoảng trống. Rồi thì có người tìm đến lạc thú, và lạc thú có thể làm cho người ta cảm thấy thỏa mãn trong giây lát, nhưng mà tàn cuộc thì khoảng trống đó vẫn rõ nét hơn, và nỗi buồn lại thêm buồn. Và đơn cử có người tìm đến rượu nhưng mà nó cũng không lấp đầy được khoảng trống trong tâm hồn. Bài thơ rất là nổi tiếng của Lý Bạch, thi sĩ Lý Bạch của Trung Quốc khi xưa có những câu như thế này: trừu đao đoạn thủy, thủy cánh lưu, cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu. Có nghĩa là vung đao chém nước, nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu, sầu lại sầu. Và sau đó ông nói tiếp rằng: nhân sinh tại thế bất xứng ý, minh triêu tản phát lộng biên chu. Có nghĩa là trần thế đời người không toại ý, rong thuyền xõa tóc mặc về đâu. Và rồi cuối cùng thi sĩ Lý Bạch này cũng đã nhảy xuống nước ôm vầng trăng và chết theo vầng trăng ở dưới nước. Có người thì tìm kiếm địa vị, hy vọng địa vị sẽ khỏa lấp được khoảng trống ở trong tâm hồn. Nhưng thưa quý vị, giống như tiền bạc và lạc thú, địa vị không có cái đỉnh cuối của nó. Lên một nấc thang này thì người ta lại muốn bước lên một cái nấc thang khác. Đơn cử ở trong lịch sử có một nhà vua còn trẻ rất là nổi tiếng của người Hy Lạp khi xưa, đó là A Lịch Sơn Đại Đế hay là Alexander the Great. Ông ta chinh phục cả thế giới cổ thời đó lúc ở tuổi 30. Và rồi một ngày kia người ta thấy ông buồn và khóc. Và người ta ngạc nhiên hỏi:
sau bệ hạ, bệ hạ đã chinh phục được cả thế giới thì tại sao bệ hạ còn buồn? Thì nhà vua nói rằng ta buồn bởi vì không còn chỗ nào để ta có thể chinh phục nữa. Và rồi đặc biệt hơn cả, trong những giây phút cuối cùng ở trên giường bệnh, trước giờ phút lâm chung, thì vị vua trẻ lừng danh nổi tiếng đầy quyền lực này đã trăn trối và ra lệnh lại cho các cận thần mình phải làm ba điều khi ông qua đời. Thứ nhất đó là các bác sĩ nổi tiếng nhất ở trong đế quốc phải là người khiêng quan tài của ông. Bởi vì ông muốn cho hậu thế nhìn thấy rằng dầu bác sĩ có giỏi đến đâu thì bác sĩ hay thuốc men cũng không ngăn cản được lưỡi hái của tử thần. Điều thứ hai đó là trên đường khiêng quan tài ông đi ra nghĩa trang thì phải rải vàng bạc châu báu mà ông đã thâu góp được trong những năm chinh chiến, để cho mọi người thấy rằng dùng cả cuộc đời để thâu góp bạc vàng nhưng mà khi qua đời nó cũng chỉ là vô ích mà thôi. Và đặc biệt điểm thứ ba, ông ra lệnh là khi quan tài con khoét hai lỗ hai bên và để hai cái tay của ông ló ra hai bên bên ngoài quan tài, để khi khiêng quan tài đi như vậy ở trong thành phố thì mọi người sẽ nhìn thấy rằng một vị vua lừng danh đầy quyền lực nhưng mà khi qua đời cũng vẫn bằng hai bàn tay trắng giống như khi chào đời. Con người vẫn tiếp tục đi tìm mọi cách, mọi thứ, mọi hình thức để khỏa lấp khoảng trống ở trong tâm hồn mình, nhưng hầu như không ai thành công, để rồi đến chặng cuối cuộc đời thấy rằng khoảng trống ấy dường như ngày càng lớn hơn. Trong lịch sử của người Do Thái, và đặc biệt là có một vị vua mà Thánh Kinh ghi lại là tên là Salomon. Ông vua này là người rất là khôn ngoan, và Kinh Thánh cho biết rằng trước ông không có ai khôn bằng, sau ông không có ai khôn ngoan hơn. Ông rất là giàu có, đầy quyền lực, và ông có điều kiện để hưởng tất cả những gì mình muốn. Hễ những gì ông muốn là ông có thể làm được, thực hiện được và hưởng được. Nhưng mà rồi trải qua tất cả những điều đó, cuối cùng ông nói rằng tất cả mọi sự đều hư không. Đặc biệt ở trong phúc âm Matthew, khi nói đến câu chuyện trống vắng trong cuộc đời thì có một ghi lại câu chuyện của một thanh niên. Ngày kia đến gặp Chúa Giêsu. Anh thanh niên này rất là đặc biệt. Anh thanh niên này là người có hầu như đủ mọi tiêu chuẩn mà xã hội thời đó cũng như thời nay ai cũng ước ao con cháu mình hay là cá nhân mình có được những tiêu chuẩn này. Nhưng mà người này vẫn thấy có sự trống vắng ở trong cuộc sống. Cho nên người này đến gặp Chúa Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để có thể được sự sống đời đời?" Người thanh niên này có những tiêu chuẩn đặc biệt. Thứ nhất là anh ta còn trẻ, còn rất là nhiều năm để bươn chải trong cuộc sống. Nhưng mà rồi anh ta vẫn sớm cảm thấy sự trống vắng trong tuổi trẻ của mình. Thứ hai là anh ta là người có tài năng. Phúc âm Luca cho biết rằng anh là một vị quan. Cái chữ quan thời đó là một người có địa vị trong xã hội tương đương giống như dân biểu quốc hội hay là nghị sĩ ngày nay, và thường là đứng đầu một khu vực. Anh này còn trẻ nhưng mà có tài, cho nên đã có thể leo lên cái địa vị này khi còn trẻ. Trẻ làm quan, một người có tài năng. Và Kinh Thánh cũng cho biết là anh này có rất là nhiều tiền của, và nói rằng anh ta là người rất là giàu, có rất là nhiều của cải. Còn trẻ, có tài, có của, và đặc biệt hơn nữa, anh ta cũng có niềm tin tôn giáo. Khi Chúa Giêsu hỏi về các điều răn hay là giáo lý của cho Thái giáo, là tôn giáo mà tổ phụ của anh cũng như chính anh đang theo, thì anh nói rằng anh đã giữ điều răn từ khi còn rất nhỏ. Cho nên thưa quý vị, anh thanh niên này là một người còn trẻ, có tài năng, có địa vị trong xã hội, có nhiều tiền bạc, là một người có đạo, có tôn giáo và rất là sùng kính với tôn giáo của mình. Nhưng mà anh vẫn có một cái khoảng trống ở trong tâm hồn, và anh không thấy có những cái điều mà anh có thể khỏa lấp được khoảng trống đó.
cho nên anh tìm đến gặp Chúa Giêsu. Vậy thì thưa mục sư, như vậy thì nguyên nhân nào đã khiến có một khoảng trống trong tâm hồn của con người? Xin mời mục sư trình bày tiếp ạ. Dạ, thưa chị Tuyết Nga cũng như quý khán thính giả, sở dĩ con người hầu như không ai có thể tìm được điều gì để khỏa lấp được khoảng trống trong tâm hồn mình là bởi vì không biết rõ cái nguyên nhân nào. Nhưng mà Kinh Thánh thì cho biết nguyên nhân của việc tại sao có khoảng trống trong tâm hồn của con người. Và đó là tội lỗi ở trong đời sống con người. Và Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời là tình yêu. Ngài không phải là sự yêu thương nhưng mà Ngài chính là tình yêu. Và tình yêu thì cần phải có đối tượng để bày tỏ tình yêu của mình. Vì đó đó khi tạo dựng nên muôn loài vạn vật thì Chúa phán một tiếng thì nó liền hiện hữu. Nhưng mà tạo dựng nên con người thì Chúa dùng chính tay của mình để nắn nên hình người bằng bụi đất. Và sau đó ban cho con người một cái đời sống thuộc linh, một sự sống có cái linh hồn sống. Tức là có những cái khía cạnh thuộc linh giống như Đức Chúa Trời. Để có thể cảm nhận được tình yêu của Chúa và cũng có thể bày tỏ tình yêu đối với Chúa. Thứ hai, Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời là thần linh. Ngài không có hình dáng, không có thể chất, mà Ngài là thần linh. Và vì vậy cho nên khi Chúa tạo dựng nên con người giống như Ngài, thì ở Ngài đặt ở trong con người có một cái phần gọi là linh. Và chỗ đó là nơi mà con người có thể tiếp xúc với Đức Chúa Trời bởi vì Ngài là linh. Và tại đó có thể Ngài ngự tại đó, có thể trò chuyện, tương giao và quan hệ với con người. Nhưng mà khi con người phạm tội thì cái phần linh của con người đó đã bị chết. Và cái phần để có thể giao tiếp với Đức Chúa Trời là thần linh đã bị chết và đã bị mất đi. Và từ đó trong đời sống của con người luôn luôn có một cái khoảng trống. Khoảng trống Đức Chúa Trời đã tạo nên để có thể tiếp xúc với Ngài thì đã mất cái khoảng đó. Cho nên đó là khoảng trống. Và triết gia Pascal của Pháp, ông đã nhận biết điều đó, cho nên ông nói như thế này: trong mỗi tấm lòng của con người đều có một khoảng trống tâm linh mà không thể lấp đầy bởi bất cứ điều nào, tạo vật nào khác, nhưng chỉ bởi Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa qua con Ngài là Chúa cứu thế Giêsu mà thôi. Đức Chúa Trời là thần linh, chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy cái phần tâm linh của con người. Và đó là lý do tại sao con người dùng thú vui, dùng địa vị, dùng tiền bạc, dùng vật chất để hy vọng lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn thì không thành công. Và chỉ có thể lấp đầy khoảng trống đó bằng chính Đức Chúa Trời mà thôi. Thưa chị và quý khán thính giả. Con người chúng ta bất lực trong việc lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, nhưng chắc chắn Thánh Kinh sẽ có câu trả lời, phải không thưa mục sư? Dạ vâng, đúng vậy thưa chị Tuyết Nga và thưa quý khán thính giả. Biết được con người hầu như là bất lực hay là bó tay trong việc lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, cho nên Đức Chúa Trời đã hành động. Và việc đầu tiên cần phải giải quyết đó là vấn đề tội lỗi. Bởi vì con người đã phạm tội và ai cũng phạm tội. Và vì chính tội lỗi là nguyên do khiến cho người bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Và Chúa giải quyết vấn đề đó bằng cách sai con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian để chịu chết thế cho nhân loại. Và Kinh Thánh cho biết rằng tất cả chúng ta như chiên đi lạc, mỗi người đi theo đường lối riêng của mình, nhưng Chúa đã chất tất cả tội lỗi của chúng ta trên người, tức là trên Chúa Giêsu. Và khi chịu đóng đinh trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã mang lấy tất cả tội lỗi của quý vị và tôi. Cho nên khi một người trở lại với Chúa Giêsu thì khoảng trống tâm hồn của người đó sẽ được lấp đầy bằng chính sự hiện diện của Ngài. Và khoảng trống trong tâm hồn được lấp đầy bởi đấng thần linh, và từ đây trời và người sẽ không còn phân cách nữa. Mà đây là cái phước hạnh chỉ có ở trong Chúa mà thôi, mà không có bất cứ một vị giáo chủ nào hứa với người theo mình rằng giáo chủ đó sẽ ở với và ở trong cho đến đời đời. Vì chỉ có Chúa, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu là nguồn của sự sống, cho nên Ngài phán rằng ta đến để cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Và Chúa Giêsu đến không phải đem cho nhân loại thêm một tôn giáo, bởi vì nhân loại đã có quá nhiều tôn giáo, và tôn giáo cũng không lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn của con người, và tôn giáo cũng không đem con người đến được thiên đàng. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đến để đem đến cho con người sự cứu chuộc. Và khi người thanh niên mà tôi vừa kể
đến gặp Chúa Giêsu để hỏi cách nào lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Thì Chúa Giêsu đã trả lời cho anh ta cũng như trả lời cho quý vị và tôi rằng: ngươi còn thiếu một điều, đó là hãy đến mà theo ta. Muốn được đầy trọn thì hãy đến mà theo ta. Cho nên thưa quý vị, khoảng trống trong tâm hồn con người chỉ có thể được lấp đầy bằng chính Chúa và tình yêu của Ngài mà thôi. Và tất cả những gì cần làm để có thể lấp đầy được khoảng trống trong tâm hồn, để đời sống thật sự được thỏa mãn, bình an một cách trọn vẹn, đó là đến với Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, tiếp nhận sự chết thế của Chúa cho cá nhân mình. Và Chúa Giêsu kêu gọi như thế này: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, ưu tư, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Một vị thánh, Thánh Augustine, là một người từng có đời sống rất là bê tha trong xã hội trước đó. Nhưng mà khi gặp Chúa, ông đã nhận được sự tha tội, nhận được sự bình an và được kể như là một vị thánh. Và ông nói như thế này: có một khoảng trống về hình ảnh Đức Chúa Trời trong tâm hồn con người mà chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy được. Cho nên thưa quý vị, giống như một miếng vá hình vuông không thể lấp đầy một lỗ hình tròn, khoảng trống mang hình dáng của Chúa thì chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy bởi chính mình Ngài, chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Chỉ mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời qua niềm tin nơi Chúa Giêsu thì mới có thể lấp đầy được khoảng trống và làm thỏa lòng mọi mong ước của chúng ta cho đến đời đời. Cảm ơn sự trình bày của Mục sư Nguyễn Hùng Vương. Tuyết Nga hy vọng rằng quý khán thính giả đã nghe chân lý này sẽ tìm đến với Chúa Giêsu và mở lòng để tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của cuộc đời mình, để kinh nghiệm được sự bình an tuyệt vời do khoảng trống trong tâm hồn đã được Chúa lấp đầy. Trước khi kết thúc chương trình phát sóng ngày hôm nay, Tuyết Nga kính mời quý khán thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm có tựa đề Sao Còn Hoang Vắng của bác sĩ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Toàn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Bích Vân. Dừng bước phiêu lưu quạnh hiu,
đời ta sống trong dư đầy, có cả danh lợi tài năng với tâm trí thư. Đời phong lưu gió mây ta từng trải qua, bè bạn náo nức đón đưa khắp mọi nơi. Niềm vui nhân thế ngất ngây men đời, từng giây tận hưởng. Nhưng sao lòng vẫn nghe hoang vắng u sầu. Tình cứu chúa vua bên bờ, tình muôn thuở không hề phai. Tình cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình Tin Lành Tin và Sống. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chân lý và tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu, xin hãy liên lạc với nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị cư ngụ hoặc qua địa chỉ Tin và Sống Ministry, email tinsong123@gmail.com, số điện thoại liên lạc 0402 017 531. Đặc biệt đối với quý khán thính giả ở vùng Sydney, nếu quý vị muốn được chúng tôi đến để cầu nguyện, để tư vấn, để hỗ trợ quý vị tại nhà riêng hay nơi quý vị cư ngụ, thì xin đừng ngại, hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ email và hay số điện thoại quý vị thấy trên màn ảnh. Chúng tôi rất sẵn lòng và rất vui lòng để có thể đến để tư vấn, để cầu nguyện cho những nhu cầu đặc biệt của quý vị. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị theo dõi chương trình truyền hình Tin Lành Tin và Sống, và nguyện xin Chúa ban phước tuôn tràn trên quý vị, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Chúng tôi hy vọng chương trình Tin Lành Tin và Sống vừa rồi đã mang đến những giây phút thật ý nghĩa và vui thỏa cho quý vị. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong lần phát sóng tới. Kính chào tạm biệt quý vị.